Rồi em chào tất cả mọi người nhé. Em giới thiệu đến mọi người cái mẫu cắt cắt xốp hay là cắt cái tấm bọt biển này. Tấm này này. Tấm này thì đơn giản lắm. Rồi, thì cái này khách hàng yêu cầu mình làm cái hình giống như hình quả trứng nha. Đó. Giờ em cắt thử nha. Rồi khi mà mọi người nhận máy ấy, thì mọi người cắm điện 220 này, đó. Thì mọi người chưa bật công tắc nha, cắm điện là phải cắm cái dây này vô trước nha. Rồi cắm cái dây này vô trước rồi mới bật nguồn nha. Chứ để bật nguồn rồi mà cắm cái dây này vô chẳng may cái giắc này nó xoay cái chân đi chỗ khác là nó bị chạm á. Đó. Luôn luôn em nói là phải cắm cái dây này trước rồi mới cắm mới bật điện. Rồi bật điện. Sau đó bạn hết cỡ lên. Rồi chờ cho nó nóng lên nha. Đây nó đỏ lên rồi. Ở đây thì trời nó hơi sáng mọi người không nhìn rõ này. Thấy không? Đó, nó đỏ rồi. Nhưng mà đừng có làm với cái mức nhiệt cao như vậy. Thứ nhất là hại máy, thứ hai là nó không cần thiết. Vừa vừa thôi là cắt được rồi. Đây. Sẽ lấy ra được cái hình như thế này. Cái này thì cái này của em nó là hình gợn sóng rồi nha. Đó. Chứ không phải nó phẳng nha. Rồi, thì cái này cũng dễ lắm, mọi người muốn cái hình gì thì mọi người cứ tự uốn thôi, em có gửi kèm mấy mét này. Mọi người uốn rồi mọi người chọc vào cái chân này. Em gắn như thế nào mọi người rút cái chân của em ra mọi người cắm cái dây mới vô như vậy nhé. Rồi. Thì cái máy này đường kính của nó sẽ tùy thuộc vào cái lúc mọi người đặt nhé. Ví dụ mọi người yêu cầu em là đường kính bao nhiêu thì em sẽ làm đúng như vậy thôi. Thì để cho máy nó hoạt động ổn định nhất. Rồi, video đến đây thì em xin kết thúc nhé. Mọi người có nhu cầu sử dụng máy thì liên hệ với em, số điện thoại em sẽ để ở phần tiêu đề của video luôn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.